Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nhé. Trong video chia sẻ hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách cài đặt cái CDR ở trên cái dòng iPhone 6S Plus nói chung và iPhone 6S cho tới iPhone 8 nói riêng ha. iOS 15.7.8. Thì để cài đặt được CDR thì anh chị và các bạn sẽ phải cài đặt cái Balarin, có nghĩa là phải direct á. Để direct thì anh chị và các bạn có thể xem video hướng dẫn dưới phần mô tả ha. Em đã có một cái video hướng dẫn rồi, mình chỉ cần làm theo hướng dẫn đó thôi và thực hiện đúng cái hướng dẫn đó thì mình mới cài đặt được CDR nha. Đầu tiên thì em sẽ mở cái Slave lên, sau đó em mở cái Balarin lên, sau đó mình sẽ cài đặt cái Slave chứ. Cái phiên bản mà để hỗ trợ là phiên bản Balarin 1.0.8 bản custom nha. Đó, bản đó thì mới hỗ trợ cài đặt cái CDR được. Còn nếu mà anh chị và các bạn sử dụng cái bản khác á thì không có được nha. Nên lưu ý giúp em, phải đúng cái bản đó thì mới được. Ok. Có Slave rồi thì mình mở lên. Rồi, mình sẽ bấm chấp nhận. Ở đây mình sẽ cập nhật ha. Thì khi mà cập nhật thì nó sẽ báo lỗi nè. Đó. Rồi, ở đây nó báo lỗi thì mình sẽ phải sửa lỗi. Mình sẽ tìm kiếm cái từ LibioSec này. Sau đó mình sẽ nâng cấp nó lên. Nâng cấp một mình nó thôi, tại vì nó đã gây ra lỗi. Sau khi nâng cấp nó xong rồi thì mình sẽ quay trở về và mình nâng cấp lên thì nó sẽ không bị lỗi nữa. Ok. Đó. Rồi, xong nha. Tiếp theo, đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách cài đặt CDR. Cài đặt CDR thì mình sẽ thêm một cái nguồn apt nè .nextserr kl64.com. Rồi, đó, cái nguồn này nha. Sau đó mình sẽ bấm Add. Nó sẽ thêm cái nguồn vào. Rồi, tiếp theo thêm nguồn thành công rồi thì mình sẽ qua cái ô tìm kiếm, mình gõ cái từ CDR. Thì nó sẽ ra cái ứng dụng là CDR. Đó, CDR Installer nè, mình sẽ bấm Get. Đó. Rồi, mình sẽ bấm tải nó xuống. Rồi. Đó, nó sẽ ra như vậy nha. Mình sẽ bấm Restart Screen Bar để nó khởi động lại. Ok. Đó, thì ở đây mình sẽ thấy nó sẽ có cái CDR nè, mình mở lên. Rồi, update thôi. Rồi, nó xong ha. Rồi mình sẽ đóng nó đi. Mở lại CDR. Ok ha, nó sẽ không có yêu cầu cập nhật nữa và những cái nguồn thì giống nhau hết. Rồi, sau khi cài đặt cái CDR rồi thì mình sẽ mở lên, rồi sau đó mình thử mình tìm Tron ha. Nó. Rồi, install. Cài trên trên CDR luôn. Đó. Rồi. Ok ha, đó. Rồi đây là mình đã cài đặt xong cái CDR John Store trên CDR nè. Đó. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích có thể like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nha. Và đừng quên, em có một cái group về Android Auto Apple CarPlay.
Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu tham gia thì cứ tham gia, đường link dưới phần comment dưới mô tả ha, chia sẻ thêm kiến thức. Nếu anh chị thấy các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.